Xin mời câu hỏi số 10. Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam đầu tiên được xây dựng tại vườn quốc gia nào? Vườn quốc gia Cúc Phương, vườn quốc gia Ba Vì, vườn quốc gia Tam Đảo hay là vườn quốc gia Cát Bà? Xin mời bạn. Đúng là em chưa có dự kiện. Chưa có dự kiện. Vâng. Em xin mời mẹ em. Vâng ạ. Trợ giúp ạ. Vâng ạ. Xin mời cô sẽ xuống trợ giúp cho em ở dưới đây ạ. Xin mời cô. Xong hai mẹ con trò chuyện với nhau. Đây mời cô. Thực ra là mình cũng không nắm vững được cái vâng. vườn quốc gia này. Vâng. Thế thì con không chắc. Tức là về thông tin mà nói thì cả hai mẹ con đều đang không chắc. Lúc này thì có khi là cô tư vấn được cái này cho em này. Đó là chơi tiếp hay là chọn dừng cuộc chơi. Nếu dừng cuộc chơi thì sẽ bảo toàn được 14 triệu. Sau đó chọn một phương án cho vui. Đó. Còn nếu mà chơi tiếp thì nếu đúng thì lên 22 triệu. Nếu sai về 2 triệu. Đó, theo cô thì nên thế nào? Thế mẹ thì tùy con. Tùy con. Và... con ơi. Vâng. Rồi. Quyết định của em là sẽ không mạo hiểm, dừng cuộc chơi. Không mạo hiểm. Vâng. Bạn sẽ dừng cuộc chơi. Dạ vâng. Vâng. Người chơi của chúng ta quyết định dừng cuộc chơi tại đây. Xin cảm ơn cô ạ. Cô có thể quay trở lại khán đài. Rồi. Bây giờ anh em mình có một phương án chọn cho vui. Vâng. Để xem là nếu giả sử mình chọn thì liệu mình có may mắn không? Mời bạn. Em chọn phương án A. Phương án A, vườn quốc gia Cúc Phương. Và lựa chọn của bạn dừng cuộc chơi là phương án chính xác nhất. Còn phương án chính xác của câu hỏi này là vườn quốc gia Tam Đảo. Tam Đảo. Đấy. Được khởi công xây dựng từ năm 2006, nằm ở thung lũng Chắt Dậu thuộc vườn quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Đây là nơi đầu tiên có chức năng cứu hộ gấu mang tầm cỡ quốc tế tại Việt Nam và hiện cũng là trung tâm cứu hộ gấu lớn nhất cả nước. Và như chúng ta biết thì gấu đôi khi được nuôi nhốt trái phép để khai thác lấy mật. Và điều đấy khiến cho những con gấu là có một cuộc sống cực kỳ là cực khổ. Và ngay cả cái việc lấy mật gấu rồi buôn bán mật gấu như vậy thì cũng là những việc mà trái phép. Và gần đây thì có các tổ chức quốc tế rồi tổ chức ngay cả Việt Nam cũng có những hội bảo vệ gấu. Và đây, từ năm 2006 thì trung tâm cứu hộ gấu này đã được xây dựng tại Tam Đảo. Thêm thông tin cho bạn như vậy. Dạ.